Trung Quốc cho nổ tung đập để xả lũ ở An Huy. Giới chức ở miền Trung Trung Quốc hôm nay đã dùng thuốc nổ để phá một con đập nhằm giảm sức ép từ nước lũ. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin giới chức địa phương đã dùng thuốc nổ để phá hủy con đập trên sông Chu He, tỉnh An Huy vào rạng sáng nay ngày 19 tháng 7 nhằm giảm sức ép từ nước lũ đang dâng cao. Mực nước trên sông Chu He dự kiến sẽ giảm 70cm. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mực nước tại nhiều con sông của Trung Quốc, trong đó có sông Trường Giang, dâng cao bất thường do mưa lớn kéo dài suốt hơn một tháng qua. Việc phá đập, đê kè để xả lũ là một trong những biện pháp mà Trung Quốc buộc phải sử dụng đến trong trận lụt lịch sử vào năm 1998. Đợt lũ lụt khiến hơn 2.000 người chết và khoảng 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Kể từ đầu tháng này, mực nước tại sông Trường Giang, sông dài nhất Trung Quốc, đã hai lần đạt đỉnh lũ. Giới chức địa phương cảnh báo, đợt lũ trong tuần này có thể nghiêm trọng hơn đợt đầu tiên hôm mùng 2 tháng 7. Lưu lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp hôm 18 tháng 7 lên tới 61.000 mét khối mỗi giây, buộc đập phải mở 3 cửa xả lũ với lưu lượng 33.000 mét khối mỗi giây. Nhiều thành phố ở cả thượng nguồn và hạ nguồn đập đều đã ban bố cảnh báo đỏ về lũ lụt. Cùng ngày, Trung Quốc cũng nâng cảnh báo lũ lụt ở sông Hoài ở miền Đông từ cấp 2 lên cấp 3, cấp 4 là cấp nghiêm trọng nhất, khi mực nước tại 10 hồ chứa vượt cảnh báo gần 7 mét. Sông Hoài là sông dài thứ 4 ở Trung Quốc, chảy qua các tỉnh như Hà Nam, An Huy, Giang Tô trước khi đổ ra sông Trường Giang. Đợt mưa lũ năm nay ở Trung Quốc được cho là khá bất thường khi tần suất các trận mưa lớn cao hơn so với trung bình hàng năm. Kể từ tháng 6, mực nước tại hơn 400 con sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo, thậm chí vượt mức kỷ lục trong trận lụt năm 1998. Mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn ở nhiều khu vực của Trung Quốc đến cuối tháng này. Theo số liệu của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của hơn 40 triệu dân Trung Quốc, thiệt hại kinh tế có thể lên đến 12 tỷ đô. Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc là ba trong số các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Minh Phương theo Bloomberg. Ha ha ha,